Rồi đây là cái chiếc đèn pin hải tặc. Nó là hàng xịn của Energizer và Disney. Cái đèn này Pirates Caribbean đây, nó sử dụng hai viên pin tiểu. Cho nên là ánh sáng của nó cũng yếu thôi ha. Nó sử dụng chỉ có hai viên pin tiểu thôi. Và đây là món đồ chơi cho nên là cái ánh sáng của nó cũng loại và nó sử dụng bóng nhỏ cho nên ánh sáng của nó cũng yếu. Rồi, ánh sáng của nó đây. Nó yếu thôi. Rồi và cách mở gắn pin thay pin thì nó cũng là như mấy loại đèn pin thông thường là mình mở vặn cái đầu này ra nó ngược chiều kim đồng hồ. Đó, thì pin ở đây, pin nó gắn vào đây, hai cục pin tiểu.